Đó, ông vừa đang đứng ở dưới cái cây Obelisk đây của Paris nha. Cái cây này là của ông Napoleon mang về từ Ai Cập. Đây là nhà, đây là hạ viện. Hạ viện, hạ viện của Pháp đó. Đó. Đối mặt với một khách sạn gọi là George Sosa. Đây cái nhà Assemblée Hạ Viện đây.